Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Và hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham quan nhìn ngó một cái khung cảnh cũng thuộc Sài Gòn nhưng mà ở vùng ven Sài Gòn. Nơi đây ngày xưa là thuộc Bình Chánh, thuộc Long An đó. Nhưng mà sau này thì thuộc Sài Gòn. Và hôm nay nhân một cái buổi đi học lái xe ở trường dạy lái xe Hoàng Gia ở ngoài Bình Chánh, rồi sẵn đi ngang qua một cái xã Bình Lợi, và ở đây em thấy có rất nhiều cây mai đó, và bên kia là cái đất trống, nhưng mà bên đây nè, con đường làng này nè, người ta trồng mai vàng rất là nhiều, nơi đây gọi là làng mai vàng Bình Lợi. Các anh chị thấy những cây mai nhỏ nhỏ trên những cái luống đất như thế này nè. Và khi gần Tết đến á, thì họ sẽ nhà vườn này sẽ bứng lên và vô một cái chậu, rồi bắt đầu lải lá. Nên chúng ta thấy những cái chậu mai nhỏ nhỏ vàng vàng ở những cái chợ hoa đó, thì bây giờ mình mới thấy người ta trồng như thế này nè. Đầu tiên là người ta sẽ ghép vào một cái gốc của một cái thân cây nào đó hoặc là cây mai nào đó. Rồi cái đọt sẽ là những cây mai mà rất là đẹp và có nhiều bông, thì người ta sẽ lấy cái giống đó và người ta sẽ ghép và trồng trên những cái luống như thế này nè. Sau một năm hoặc là một vài năm gì đó nó lớn lên thì người ta sẽ đến vụ mùa sẽ vô chậu. Ở đây chúng ta thấy rất nhiều luôn, nguyên cái khu này nè, người ta trồng theo những cái luống, những cái clip như thế này nè. Ở đây thì hoa kiểng cây trái không à, cây không có trái, hoa kiểng. Nơi đây thuộc khu Bình Chánh, và nơi đây ngày xưa đất trống, rồi cây cối lau sậy. Sau này thì có người ta khai thác trồng trọt. Thấy những cái vườn kiểng nè, đây là cây dừa, nó xen kẽ những cái chậu mai nè, thấy rất là đẹp ha. Và bên đây có một cái vườn nhỏ nhỏ nữa nè. Hôm nay dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi tới tận gốc cái khu gọi là làng mai. Thì để đến đây thì các anh chị đi theo ngay xuất phát từ vòng xoay Phú Lâm, ngã 6 bến Phú Lâm đó, mình đi theo đường Bà Hôm, mình chạy thẳng ngoài đường Bà Hôm tới tỉnh lộ 10, rồi đi qua cầu Sáng luôn, qua rất nhiều cái cầu Bà Hạt, cầu Tân Tạo, rồi tới cầu Sáng. Mình sẽ quẹo trái xuống chân cầu, qua cầu Sáng mình sẽ quẹo trái và đi một đoạn sẽ đến đường Vườn Thơm đó. Nơi đây là cái đường, một nhánh của đường Vườn Thơm này, giống như cái hẻm nhỏ của đường Vườn Thơm đó, một cái con đường nhỏ. Đây cây cối mát mẻ. Mình nhìn bên đây là những cái luống mai nè, những cây mai này hơi lớn so với cái vườn lúc nãy. Mát mẻ hay chưa, trời rất là nắng. Khi mà mùa đông đến thì ở nước ngoài thì tuyết rơi, mình nhìn một cái không khí này mình sẽ thấy cái sự ấm áp của Sài Gòn gửi đến cô chú anh chị. Và các anh chị ở các tỉnh khác mình cũng biết được ở Sài Gòn cũng có vườn mai như không thua kém gì ở các tỉnh xa đâu nha. Rất là nhiều cây mai luôn. Wow, có lẽ Tết mình sẽ ra đây mua cây mai này đẹp nè. Ồ, quá trời mai luôn. Này, cái máy công nông, máy kéo để phục vụ cho việc canh tác trồng trọt ở đây nè. Tại vì ở khu này thì đa phần người ta trồng trọt nên mình nhìn thấy cây cối mát mẻ lắm. Một số hình ảnh gửi bà con xem chơi cho vui nha. Bây giờ chắc chúng ta sẽ đi ra ngoài, đi về thôi. Nơi đây cách Sài Gòn khoảng gần trung tâm Sài Gòn khoảng chừng 20 km.
cái chậu mai rất là đẹp. Rồi chúng ta sẽ đi ra đường Vườn Thơm. Thì khu xã Bình Lợi này có mấy cái con đường giống như thế này nè. Đây là con đường đầu tiên khi mà đi cầu Kênh Sáng xuống. Đi nếu mình ra đường lớn, đường Vườn Thơm này mình quẹo phải thì cũng có mấy khu vực giống như thế này nè. Để có dịp em sẽ xuống đây xem người ta bứng cây, bứng chậu để bà con xem chơi cho vui nha. Đó, thẳng đây là đường Vườn Thơm cuối. Xích lại đằng kia nữa thì có cái đường giống thế này đi vô nữa. Khu này người ta gọi là khu Phật Cô Đơn đó, nhưng mà em thì không rành khu này nên không biết Phật Cô Đơn là ở cái chùa nào. Có lẽ bên kia sông có phải hay không. Đây người ta gọi địa danh Phật Cô Đơn đó. Nếu các anh chị và các bạn có ai quan tâm thì đi đây mình tìm bản đồ ha. Đường Vườn Thơm, huyện Bình Chánh. Vậy chúng ta thẳng con đường này mình sẽ đi đi ra đường Trần Văn Dao rồi tỉnh lộ 10. Ở đây rất là nắng và đường ở đây thì tương đối bụi do xe tải chạy cũng nhiều. Đường thì không đông lắm, cũng vắng thôi. Bên tay phải chúng ta đó là một cái con rạch, con sông. Con sông cũng lớn á. Có lẽ là sông Sáng á, tại vì cây cầu này là cầu Sáng. Ở đây thì giống như ở quê vậy đó, nhưng mà ở đây thì xe cộ tấp nập hơn, đông đúc hơn so với ở quê. Đây là thấy có một cái bãi đá, đá xây dựng nè, rất là lớn nè, nên thành ra ở đây bụi lắm. Xe cẩu, xe sáng, sáng múc. Những nhà ở đây thì rất là bụi. Bụi ở đây khó chịu lắm. Bụi đá mà. Các trường dạy lái xe ở Sài Gòn thì đa phần là những cái bãi tập xe nằm ở vùng ven, có thể là ở Nhà Bè, có thể là Bình Chánh, có thể là Củ Chi, những cái cửa ngõ của Sài Gòn đó. Và ở đây chúng ta đang có mặt ở đây là huyện Bình Chánh. Mình sẽ qua cái cầu này. Cầu này người ta gọi là cầu Kinh Rau Răm. Có lẽ ngày xưa ở đây trồng rất nhiều rau răm hay sao. Cầu Kinh Rau Răm đi ra cầu Kinh Sáng, ra cầu Sáng, ra Kinh Sáng theo những con rạch nhỏ nhỏ nè. Mình nhìn thấy khung cảnh ở đây rất là khác so với hình ảnh bữa giờ chúng ta đi ha. Thì hôm nay em có dịp đi học ở đây và ngày mai cuối tuần thứ bảy chúng ta sẽ ra đây một ngày nữa rồi kết thúc chương trình học lái xe. Ngày mai là thi rồi. Đây rất là mát, rất là đẹp, cảnh rất là đẹp. Kênh rạch, ngày xưa ở đây có lẽ rất là nhiều kênh rạch chằng chịt nên ở đây có rất nhiều cầu. Bữa nay trời đẹp nữa, trời trong xanh. Khi mà xuống cầu Sáng chúng ta sẽ bắt gặp một cái cổng chào làng Mai Vàng, xã Bình Lợi. Cổng chào đỏ đỏ nè. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới, rồi phát triển nông thôn văn hóa văn minh. Đó là chúng ta đi ra rồi ha. Nếu mà đi vào thì xuống cầu Sáng bên cánh trái. Bên cánh trái chúng ta sẽ bắt gặp cái hình ảnh này. Bây giờ chúng ta lên cầu Sáng mới nè.
cầu sáng mới được xây dựng phụ trợ thêm một cái cầu sáng cũ nằm bên cánh trái, nên thật ra cầu sáng chúng ta có một chiều đi một chiều về. Lúc nãy chúng ta đi bên kia, để mình đi qua vườn thơm đó, thì khi đi về mình sẽ đi cái đường này. Và đây là cây cầu sáng mới. Đường này là đường Trần Văn Dầu. Khu này đất cũng rất là có giá nè. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là 12 giờ trưa đó. Em đang chạy từ Bình Chánh chạy về. Ở đây em thấy đường rất là nắng. Nhưng mà trời nắng này thì cảnh nó mới đẹp. Nên mình nhìn thấy hình ảnh rất là rõ nét ha. Rồi, chúng ta sẽ chạy nhanh qua đây nha. Ở nước ngoài sướng hơn, ở Sài Gòn là đi đâu cũng xe hơi, không có cảnh chịu nắng mưa thế này. Có mưa cũng không sao, còn ở Sài Gòn nắng quá bà con cũng khổ, mà mưa quá cũng khổ. Nhưng mà dù sao nắng thì đỡ hơn mưa, nắng thì em được đi quay nhiều cảnh đẹp để bà con xem chơi, còn mưa thì chỉ là cảnh trời mưa thì nó hơi buồn. Mưa thì bà con, những người mà ở sống ở ngoài vỉa hè thì vất vả hơn, như là những anh chị cô chú bán ngoài chợ dọn dẹp được rất là cực. Nắng thì nhiều người bán được hơn, bán nước, bán nước, bán cơm, bán gì cũng được, trời nắng dễ bán. Nhưng mà thuận theo tự nhiên thì phải có nắng có mưa, lâu lâu đổi chút không khí, đổi chút cái khung cảnh. Qua đây chúng ta thấy có đường này là đường Trần Văn Dầu, có hai làn chính, một hướng đi về Long An và một hướng đi về trung tâm Sài Gòn. Mỗi làn xe thì có hai làn nhỏ. Và đây, thấy cái chị đó bán rau, rau gì, rau trại, là những cái đọt rau đó. Nó ngày xưa thì nó mọc dại thôi, nhưng mà chị bán ở khó thấy nên là chạy qua rồi định mua rau đó. Má cũng thích ăn rau đó mà luộc lên chấm muối ớt ăn với cơm, đặc biệt cơm nguội rất ngon. Nhưng mà rau đó thì ít có, chỉ ở những vùng vùng ven nhiều cây cối thì mới nhiều thôi, còn trong Sài Gòn thì trung tâm Sài Gòn ta ít thấy người bán. Đây mình thì bán trái bình bát. Ở đây rất là nhiều trái các bạn, thiên nhiên. Mình đi ra cái khu Mai Vàng thấy nôn Tết rồi ha. Đó, chị này bán cái này, ghé mua về nhà một bó cho má. Sẵn cho các anh chị bạn xem cái rau trại là như thế nào. Bán bó vậy đó. Hai loại, cái loại cũng có chữ A, một lăng, cái loại này bốn cục. Cái lá hả, lúc này không thấy lá, loại con không à. Bốn lăm, bốn chục. Loại ngon thì 45, loại thường thì 40.
một ký thì ở nhà ăn cũng đủ rồi. Ngày hai chồng hái 6-7 ký, ngày được mấy trăm. Có đồng ra đồng vô. Rau gì hả chị? Rau chạy, xào hay luộc, nấu canh, nấu lẩu ăn. Dạ, yeah. Chạy hả? Chạy, chạy bộ hả? Chạy bộ á. Chạy bộ hả? Sao đặt tên ngộ hả? Ủa này bán, mình chị bán thì sao? Mình chị bán cái này 40 ngàn ký. Rồi còn, còn ngắn ngắn kia là gì? Cái ngắn thì 45 ngàn. Cái ngắn là rau vừa ăn luôn em không có lặt á. Còn rau này em lặt. Rồi để chiều nó héo không ta? Không, tại vì chị rau nước như vậy bỏ bịch này đâu có thấy. Chị lấy em 1 ký đi hả? Ký nhiều không chị? Dĩa máy. Nếu mà dĩa ta thì dĩa hộp xôi bự đó là luộc được dĩa bự đó. Hỏi mua thịt. Gạch. Lâu ăn rau này ngon lắm. Dạ. Ở trong Sài Gòn ít bán lắm. Tại vì có chị có bữa lúc nào nhiều rau á, chị có đem Phú Lâm á chị bán. Đúng rồi, chợ Phú Lâm. Ít là chị ngồi đây chị bán à, bán dạ. Đây lúc này hái rau bán đây không đủ nữa, lấy đâu dạ. Tới dưới. Hôm nay chị hái ở đâu? Chị hái trong rừng. Trong rừng. Ủa ở đây em thấy có cái rừng là cái rừng gì á chị? Nhiều đất đổ quang lắm. Ở đó ha, ngay cái chỗ phần xanh đỏ đi thẳng vô trống á, đất ta bổ quang ở trống á. Để hả? Cũng nhiều người hái ở trong đó lắm. Hái khúc ở sau Phật Cô Đơn. Ủa cái chùa ngay chỗ cái sông nãy là Phật Cô Đơn hả? Ông Phật Cô Đơn. Ủa sao đặt tên giờ Phật Cô Đơn? Giờ đang xây lỡ chứ. Của em 4 chỗ. Hồi đó là ổng có một mình ổng thôi, không có ông Phật nào hết. Để hả? Là cái bắt đầu xong cái có mấy ông thầy về rồi mấy ông thầy người ta mới lập đó rồi cái ta thêm Phật trang hoàng đó, thêm Phật vô á người ta đem trang hoàng hơn kia rồi về nhiều quá cái thờ cái nhiều Phật thôi chứ hồi đó có một mình ổng với kỳ thôi. Hồi xưa chắc cái chùa cũng đơn giản ha. Hồi đó là ổng ở bên Ấn Độ á. Rồi máy bay nó cẩu ổng đi, ổng đi về rồi cái đó là ổng đứt xuống đó luôn, ổng chưa đi nữa, ngủ lên nữa ổng đi nữa, ổng nằm đó luôn đó. Ủa vậy hả? Chứ không phải là ông Phật này ở đây có mình đâu. Nè lâu lắm rồi đó hả? Rồi là ba chị biết, anh chị cũng biết nghe nói đó là vậy thôi. Chị có trăm năm hả chị? Không. Đó là tự nhiên nghe đó là vườn mía nè, vườn thơm nè, đất ta bỏ quan. Đó vườn thơm. Chứ không phải là mà tự nhiên giờ một nhà lên tùm lum. Chứ đó đâu có nhà. Đó hả? Cả cây số nó có cái nhà. Chị ở đây từ nhỏ lớn rồi. Nhỏ là nhỏ lớn luôn. Nãy đi nghe cái vườn mai. Vườn ương đó là ba chị ở đó giữ trong vườn ương đó. Đó là vườn ương ở chỗ như rừng đó đó hả? Ương là nói ôm một hết vậy nè, giờ đốn biết hết á. Làm đi học lái xe ngoài đây nè, đi ngang ở đây thấy nhiều cái ngày nãy đi vô vườn mai coi mai. Ủa chứ ở đây chừng nào người ta mới bứng vô chậu hả chị? Chị cũng không biết. Dài chứ trong đó là người ta đất của nhà nước, bỏ qua cái cũng như người ta thuê mấy mẫu người ta trồng mai, người ta thuê mấy mẫu người ta trồng mai. Đất đó là đất thuê không ha. Người ta thuê người ta trồng mai hay là trồng dừa ha, trồng này trồng kia. Trước là chỉ thơm với mía thôi, bây giờ là trồng tùm lum hết. Rồi không, cảm ơn chị. Nào bỏ quan thì đất rau này nó mới lên. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Mai còn đi ngang nữa. Bye bye chị. Một cái sự chia sẻ vui vẻ của một chị bán rau chạy. Chạy là chạy bộ đó. Tại vì cái rau này cái loại cây này nó mọc ở trên cao. Rồi nó bò mà cái đọt của nó lúc nào cũng quắn sắn lại. Sắn lên theo hướng lên đó. Đây như nãy chị nói đây là cái vườn ươm. Vườn ươm nè. Ở đây rất là mát. Như rừng vậy đó. Ban đêm mà đi ở khu này chắc vắng vẻ lắm. Em đón rồi chứ em chưa đi ban đêm lúc nào đó. Chưa đi ban đêm lần nào. Ở đây có cây tràm rất là lớn này. Wow.
Rồi một số hình ảnh ở khu Bình Chánh, xã Bình Lợi, rồi tới vườn ươm mà đi ngang qua chị bán rau, gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi để chúng ta thấy.